Chào mừng bạn đã đến với chương trình podcast của Nghe Luôn. Để nghe thêm các bài học được chắt lọc từ những cuốn sách hay nhất trên thế giới hiện nay, hãy cài đặt Nghe Luôn từ iOS App Store bạn nhé. Xin chào các bạn. Hôm nay có một chủ đề thôi thúc mình thực hiện bài podcast này. Đó là làm sao để ngủ đủ và ngủ sâu. Gần đây mình đọc một bài post rất vui, có hình ảnh của một quả dâu và một quả vải, với caption là quả dâu không ngủ sớm thì sẽ biến thành quả vải. Chỉ một câu như vậy thôi đã đủ đe dọa những chị em phụ nữ và cả những anh em nam giới luôn theo đuổi sự trẻ đẹp. Giá trị hiện hữu dễ dàng nhận ra của việc ngủ đủ là sự trẻ đẹp, đặc biệt là sự tươi tỉnh trên khuôn mặt. Một người ngủ đủ thì làn da như được hồi sinh. Nhưng hóa ra, thứ mỹ phẩm tưởng là vốn tự sinh, cây nhà lá vườn này thì lại là thứ mỹ phẩm xa xỉ nhất mà nhiều người dù có rất nhiều tiền cũng không thể mua được. Một giấc ngủ đủ lâu và đủ sâu còn mang đến sự tỉnh táo trong ngày làm việc tiếp theo. Không những tỉnh táo để làm việc, mà còn tỉnh táo để tận hưởng và cảm nhận mọi thứ kỳ diệu ban ngày. Mình đọc từ cuốn sách The 24 Hours Mind, Tâm trí 24 giờ của tác giả Rosalind D. Cartwright, thì cũng thấy rằng giấc ngủ lưu trữ trải nghiệm và giúp chúng ta giải quyết các vấn đề tình cảm. Đó là lý do mà sau những giấc ngủ, bạn sẽ cảm thấy nỗi đau, những tổn thương trong tâm lý của mình được chữa lành. Thiếu ngủ, chúng ta chính xác như một zombie, chẳng có năng lượng làm việc, đi từng bước loạng choạng, ngật ngưỡng và cũng không có tinh thần để làm bất kỳ việc gì mà chúng ta thích làm. Khi chúng ta bị kích động, chúng ta dễ dàng nổi điên lên và tấn công người khác. Đó là vì những căng thẳng mà ta không thể giải tỏa được do thiếu ngủ. Nghe có vẻ kinh khủng không? Nhưng chính xác người thiếu ngủ sẽ giống như một zombie như vậy. Đó là lý do vì sao ông cha ta nói rằng ăn được ngủ được là tiên. Ai muốn trở thành tiên thì chịu khó lắng nghe hết bài podcast này nha. Chắc chắn sẽ có những điều mà bạn phải ồ lên. Ồ, hóa ra là vậy. Bài podcast không tập trung nói về những tác hại của giấc ngủ. Vì nếu bạn là người đang thiếu ngủ, bạn thừa đủ hiểu tác hại của nó. Và nghe thêm chỉ khiến cho bạn căng thẳng thêm hơn. Nội dung bài podcast sẽ đưa ra những giải pháp rất đơn giản mà chắc chắn mang lại những hiệu quả bất ngờ. Giải pháp thứ nhất đó là điều tiết lượng hormone melatonin tiết ra trong cơ thể bạn. Nghe có vẻ hàn lâm nhỉ? Càng có vẻ khó hơn khi chúng ta nghe đến từ điều tiết. Nhưng bạn làm được, chắc chắn là như vậy. Bạn hiểu về hormone melatonin như thế nào? Hormone melatonin là một loại hormone được tạo ra bởi tuyến tùng quả. Một tuyến có kích thước bằng một hạt đậu nằm trong vỏ não và có hình dạng hơi giống quả thông, nên được gọi là tuyến tùng quả. Thông thường thì cơ thể bạn tạo ra nhiều melatonin vào ban đêm, thường bắt đầu tăng vào buổi tối khi mặt trời lặn và giảm dần vào buổi sáng khi mặt trời mọc. Trong cơ thể con người, loại hormone này giảm dần theo độ tuổi. Tuổi càng cao thì hormone này tiết ra càng ít đi. Chúng ta không thể thay đổi được hiện tượng sinh học rằng chúng ta càng lớn tuổi thì chúng ta lại càng khó ngủ. Nhưng chúng ta có thể tăng sản sinh hormone melatonin bằng cách đơn giản, đó là điều chỉnh sự tiếp nhận ánh sáng vào cơ thể, để dễ buồn ngủ hơn vào ban đêm và tỉnh dậy đúng lúc vào ban ngày. Qua cách tiếp nhận nhiều ánh sáng tự nhiên hơn vào ban ngày và hạn chế tiếp xúc ánh sáng vào ban đêm, bạn sẽ rất tỉnh táo vào ban ngày và rất buồn ngủ vào ban đêm. Chưa ai đánh bại được sức mạnh của tự nhiên. Chúng ta sống với nhịp sinh học của mình, cũng là sống trong sự hài hòa của vũ trụ, thì cơ thể của chúng ta mới khỏe mạnh. Từ hàng ngàn đời nay, con người phải lui về nhà, về nơi trú ẩn khi mặt trời lặn. Kể cả khi chiến tranh giành quyền lực, lãnh thổ, thì các bên giao đấu cũng sẽ không ưu tiên cho những trận chiến đấu ban đêm. Trong cuốn sách Chasing the Sun, Theo dấu mặt trời của tác giả Linda Geddes, bạn sẽ trả lời được câu hỏi, không phải đồng hồ,
thứ gì mới đánh thức bạn mỗi sáng? Và điều gì khiến người Amish tại Mỹ tiếp xúc ánh nắng mặt trời gấp trăm lần người bình thường? Và có giải pháp gì cho người trầm cảm? Các nhà khoa học còn cho rằng khi loài người chưa phát hiện ra đèn điện thì họ có thể đã có hai giấc ngủ trong đêm. Còn chúng ta, những người trẻ hiện đại ngày nay, đang có nhiều thứ phát sáng hơn là chỉ mỗi mặt trời. Ánh đèn từ bóng đèn, từ máy tính, từ các thiết bị điện tử giữ cho chúng ta tỉnh táo cả đêm để làm việc. Một mặt nó tăng năng suất làm việc của bạn, mặt khác nó làm rối loạn nhịp sinh học của bạn và về lâu dài sẽ biến bạn trở thành zombie vào một ngày nào đó. Bạn có lựa chọn trở thành một giám đốc zombie không? Bạn sẽ gật đầu và coi đó là một sự đánh đổi không quá tệ phải không? Nhưng nếu bạn chưa kịp thành giám đốc mà đã là zombie rồi thì sao? Bộ phim cuộc đời của bạn sẽ thay đổi kịch bản sang một bộ phim zombie mất. Mình đùa thôi, cũng chẳng có ý đe dọa ai cả, nhưng đúng là như vậy. Vậy thì với những giải thích vừa rồi, bạn có thể rút ra được một kết luận là gì? Quay về thời tối cổ, không đèn điện, không tivi, không mạng internet, không điện thoại và ngủ sớm khi mặt trời vừa lặn à? Ý kiến hay đấy, không phải là điều gì buồn cười và lập dị đâu. Tác giả Henry David Thoreau của cuốn sách Wilden, một mình sống trong rừng, đã lựa chọn cách sống trong rừng này khi muốn tìm lại ý nghĩa của cuộc sống. Và hiện tại, mình cũng thấy đang có rất nhiều người bỏ phố thị về quê, lên rừng, ngủ cùng lúc gà lên chuồng và theo các khóa tu ở chùa, tạm rời xa những ánh đèn chói mắt nơi phố thị. Còn đây là kết luận của mình. Đó là giảm ánh sáng của các thiết bị phát sáng trước khi đi ngủ 2 tiếng. Có nghĩa là nếu bạn định ngủ vào lúc 10 giờ, thì 8 giờ tối bạn nên tắt bớt đèn điện, hạn chế xem phim và giảm sáng các thiết bị phát ra ánh sáng. Ví dụ, chuyển các ứng dụng điện thoại vào chế độ Dark Mode, chế độ xem vào ban đêm. App Nghe Luôn cũng có chế độ này, hoặc kéo thanh chỉnh sáng của điện thoại về thấp nhất. Bạn có thể kết hợp cả hai để hạn chế ánh sáng phát ra càng nhiều càng tốt. Khi cơ thể tiếp nhận ít ánh sáng hơn, nó sẽ sản sinh ra nhiều hormone melatonin hơn và khiến chúng ta chìm vào giấc ngủ nhanh hơn. Còn khi tỉnh dậy, bạn hãy ngay lập tức mở rèm che cửa sổ để đón ánh sáng buổi sớm. Ánh sáng sẽ làm cho hormone melatonin giảm đi và sẽ góp phần khiến chúng ta tỉnh táo nhanh hơn. Giữ nhịp điệu này trong một thời gian, bạn cũng sẽ không cần ép mình vào giấc ngủ mỗi tối và ép mình tỉnh dậy vào mỗi sáng. Cơ thể của bạn sẽ được ngủ đủ, bạn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng vào ngày hôm sau. Nhưng mà có nhiều lúc, dù bạn tuân thủ đúng nhịp điệu sinh học tự nhiên của mình, tức là tắt đèn điện sớm vào ban đêm và tăng tiếp xúc ánh sáng tự nhiên vào ban ngày, nhưng bạn vẫn không thể ngủ được, vậy thì có khả năng bạn đang lo lắng quá. Lấy một ví dụ dễ hiểu thế này. Gần đây bạn đi một chuyến công tác xa nhà. Bạn tuân thủ nguyên tắc của mình, đó là sẽ đi ngủ sớm để có sức làm việc vào ngày hôm sau. Nhưng cuối cùng bạn trằn trọc đến tận 1 giờ sáng mới chợp mắt được. Điều gì đang xảy ra? Tôi đã tắt hết các thiết bị phát sáng. Tôi không uống chất kích thích và không ăn quá no. Tôi cũng không lo lắng quá cho ngày mai. Bạn dễ dàng giải thích cho hiện tượng này đó là vì lạ giường. Không cần phải đi công tác, ngay cả khi bạn đi nghỉ dưỡng hay đến tại một nhà người bạn thân ở, thì chúng ta cũng đều không vượt qua hiện tượng lạ giường. Nhưng bạn có biết thủ phạm đằng sau hiện tượng lạ giường này là gì không? Đó chính là gen di truyền từ tổ tiên chúng ta hàng ngàn năm trước. Từ thời ăn hang ở lỗ, loài người cũng như những loài thú vật khác luôn sống trong các mối đe dọa rình rập. Ngay cả khi đi ngủ, tổ tiên chúng ta cũng phải luôn trong tình trạng cảnh giác khi bất chợt có thú dữ tấn công. Đặc điểm này bạn cũng nhìn thấy được từ loài vịt, hay ông cha ta vẫn nói là ngủ gà ngủ vịt. Những con vịt nằm phía rìa ngoài luôn ngủ với một mắt mở để đề phòng bất trắc ập đến. Tiếc là chính cơ chế chiến hay chạy di truyền cho chúng ta đến ngày hôm nay trong ngay cả những lúc chúng ta đang rất an toàn.
bạn sẽ không thể biến giường lạ thành giường quen vào những đêm đầu tiên. Nhưng bạn có thể hạn chế kích thích cơ chế chiến hay chạy của mình. Những lúc nào bạn thao thức không thể ngủ được thì đừng ép mình ngủ. Bạn có thấy rằng khi bạn xoay bên này, trở bên kia và nhủ rằng mình phải ngủ thôi, mình mệt quá rồi. Mình mà không ngủ thì mai mình không làm được việc mất. Mình mà không ngủ thì mặt mình lại đầy mụn cho mà xem. Là lúc bạn càng khó ngủ hơn không? Đó chính là vì những động tác và suy nghĩ của bạn đang kích thích cơ chế chiến hay chạy. Hay nói cách khác, nó khiến bạn lo lắng hơn. Và lo lắng chính là thủ phạm cho mọi sự mất ngủ hoặc khiến bạn ngủ không sâu. Lo lắng là nguyên nhân cho sự mất ngủ. Và ngay cả sự lo lắng về sự mất ngủ của mình lại càng khiến chúng ta mất ngủ hơn. Vậy thì đừng cố ép mình vào giấc ngủ nếu bạn không thể ngủ. Nhưng cũng đừng thay vì đó mà lại lấy điện thoại ra đọc mạng xã hội, không bỏ sót một comment, một bài post nào. Hãy cứ nằm thư giãn, bạn ngủ lúc nào không quan trọng lắm đâu. Dù sao, bạn cũng nằm trên giường và thư giãn rồi. Bạn làm được không? Vâng, tôi sẽ thử. Nhưng rồi bạn đã thử mà không làm được. Vậy thì mình xin giới thiệu phương pháp thiền thư giãn. Nếu bạn có thể thiền thì tốt rồi. Nhưng nếu bạn là người hoàn toàn mới với thiền, thì để bắt đầu, bạn chỉ cần gọi nó là phương pháp thư giãn toàn thân. Hãy nằm yên trên giường, ở một tư thế mà bạn thấy thoải mái. Chỉ cần giữ lưng thẳng, còn những cái khác không quan trọng. Bạn hãy nhắm mắt lại, chỉ cần nhắm hờ, không cần phải nhắm chặt. Cố gắng nhắm chặt cũng khiến cho cơ mắt căng thẳng. Bạn đã sẵn sàng chưa? Bạn đã thả lỏng cơ thể chưa? Hãy hít một hơi thật sâu và thở ra chậm chậm. Bạn có thể đếm nhịp trong đầu. Hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Hơi thở ra từ từ, chậm chậm, giống như bạn đang ép hết hơi từ buồng phổi của mình. Giờ bạn thấy cơ thể mình có như đang chìm xuống không? Hãy tắt hết các cơ, bắt đầu từ ngón chân đến bàn chân. Tắt hết đi. Tiếp đến cổ chân, bắp chân, tắt hết đi. Tắt đến đâu, bạn thấy thư giãn đến đó. Hãy tắt tiếp đến vùng đùi, rồi vùng eo, rồi đến vùng ngực. Tắt hết các cơ, và dần dần tắt các ngón tay, bàn tay, khuỷu tay, và bắp tay. Còn bây giờ, các cơ mặt đã giãn ra chưa? Hãy tắt chúng đi, qua trán, qua đỉnh đầu. Dần dần, bạn tắt hết các cơ bắp và suy nghĩ của mình. Cảm nhận cơ thể đang nghỉ ngơi, thả lỏng và thư giãn hoàn toàn. Dần dần, bạn sẽ chìm vào giấc ngủ sâu một cách tự nhiên, không cưỡng ép. Đây là bài tập thiền thư giãn mà mình học được từ một khóa học thiền. Mình thấy rất đơn giản và hiệu quả với cá nhân mình, vì vậy mình giới thiệu cho các bạn. Một lựa chọn khác nữa là bạn có thể nghe âm thanh trắng để dễ ngủ. Đó là thứ âm thanh đều đều, êm dịu. Ví dụ như âm thanh sóng biển, âm thanh tiếng dế kêu, âm thanh mưa. Và bạn cũng có thể kết hợp âm thanh này khi thư giãn theo bài tập luyện vừa rồi. Hoặc bạn có thể nghe những bài podcast của Nghe Luôn với thứ âm thanh êm dịu từ nhạc nền, cộng với lời nói trầm ấm và cùng với chế độ hẹn giờ ngủ trên app. Bạn sẽ cảm thấy tim mình đập chậm hơn và cơ thể thư giãn hơn. Chính mình nhiều lúc còn nghe lại những bài podcast của mình để dễ ngủ hơn mà. Nói tóm lại, giấc ngủ đem lại cho chúng ta những lợi ích gì thì mình không cần phải nói nữa. Mất ngủ mang đến những hệ lụy
thì mình lại càng không cần phải nói nữa, vì những ai đang nghe bài podcast này đều đã trải nghiệm nỗi đau khổ đó. Nhưng nếu bạn muốn khám phá thêm những gì mà giấc ngủ đem lại cho tâm trí và tinh thần của bạn, bạn có thể lắng nghe các cuốn sách như Why We Sleep, Tại sao chúng ta phải ngủ, của tác giả Matthew Walker, và cuốn sách The Sleep Solution, Giải pháp cho giấc ngủ, của tác giả W. Chris Winter. Có rất nhiều những nghiên cứu bất ngờ và hữu ích sẽ củng cố kiến thức về giấc ngủ cho bạn. Và biết đâu, nhờ đó bạn tự tạo cho mình một chế độ ngủ tốt hơn cả những gì mà mình vừa đưa ra. Còn bây giờ, mình xin tổng kết lại 3 lời khuyên của mình cho bạn. Thứ nhất, đó là tắt bớt hoặc giảm sáng từ các thiết bị chiếu sáng trước khi đi ngủ 2 tiếng, để cơ chế sản sinh nhiều hormone melatonin hơn. Vào sáng hôm sau khi tỉnh giấc, hãy ngay lập tức mở rèm che cửa sổ để đón ánh nắng mặt trời. Nhờ vậy, bạn sẽ duy trì được một nhịp điệu sinh học phù hợp với tự nhiên. Thứ hai, đó là đừng ép mình đi ngủ khi không thể ngủ, vì như vậy, não của bạn càng lo lắng hơn và càng khó ngủ hơn. Thứ ba, là tập thiền thư giãn hoặc nghe âm thanh trắng để chìm vào giấc ngủ nhanh hơn. Và lời khuyên cuối cùng, có lẽ cũng là quan trọng nhất, đó là khi thực hành những phương pháp này, hãy kiên trì để biến chúng thành nghi thức hoặc thói quen trong cuộc sống của bạn. Mình hy vọng sau khi nghe bài podcast này, bạn sẽ biết điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt để có một giấc ngủ dài hơn, sâu hơn. Hãy lắng nghe cơ thể mình để biết chúng ta đang cần gì và cơ thể chúng ta đang cầu xin ta làm gì. Đừng vì cuộc sống vật chất, danh vọng hoặc vì những bình luận ảo trên mạng xã hội mà chúng ta đánh mất đi nhịp điệu sinh học mà tạo hóa đã ban tặng cho ta. Cảm ơn các bạn đã nghe hết podcast này. Các bạn muốn chia sẻ ý tưởng hoặc muốn nghe Luân chia sẻ về chủ đề gì, hãy comment bên dưới hoặc gửi email về địa chỉ admin@ngheluon.com. Chúc các bạn một ngày vui tươi và tràn đầy năng lượng.